Con không mặc chiếc áo này nữa. Sao thế con? Áo này con vẫn mặc đi học mà. Mẹ nhìn đi kìa, cái áo này đã cũ rích lắm rồi. Con mặc bao nhiêu năm qua rồi, chẳng lẽ bây giờ mẹ không thể nào mà mua cho con một chiếc áo mới à? Cũng tại cái chiếc áo này này mà bạn bè chế nhạo con, chê cười con kia kìa. Sao tự nhiên con lại thế? Bẩn hết cả áo rồi đây này. Áo rách thì để mẹ khâu lại cho con là được mà. Khâu? Mẹ suốt ngày mẹ chỉ khâu thôi. Thế chẳng lẽ bây giờ mẹ không thể nào mà mua cho con một chiếc áo mới được à? Được rồi, mẹ sẽ cố kiếm tiền để mua cho con cái áo khác. Nhưng mà con chịu khó thêm một thời gian nữa nhá. Lúc nào mẹ cũng bảo con chịu khó thôi. Cái câu này mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con nghe chán lắm rồi ý. Con nói lần cuối, nếu như mà ngày mai mẹ không mua áo mới cho con ấy, con sẽ nghỉ học, không đi học nữa. Ơ kìa, sao lại nghỉ học? Thôi được rồi, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để mua cho con cái áo khác nhá. Con không được bỏ học đâu nhá. Mà còn nữa, mẹ đừng có mà lảng vảng trước cổng trường của con xong rồi nhặt bé trai như vậy nữa. Bạn bè của con nhìn thấy con xấu hổ chết đi được ấy. Ừ, mẹ biết rồi. Ăn cơm đi con. Mẹ ơi, mẹ cho con xin lỗi nhá. Ngày hôm qua con lỡ to tiếng với mẹ. Không sao đâu, cũng tại mẹ không lo được cho con như bạn bè mà. Con ăn đi, để tí con đi học. Con sao thế? Mẹ ơi, con bảo này, ngày mai mẹ thay đổi món được không ạ? Chứ ngày nào cũng ăn cá với rau thế này con ngán lắm. Ừ, mẹ biết rồi, để mai mẹ đổi món cho con nhá. Còn bây giờ con cố gắng ăn đi, lấy sức chiều còn đi học nữa. Ôi, thôi chết rồi, đến giờ con đi học rồi, chắc là con phải đi học luôn đây ạ. Con cố ăn hết bát cơm đã, rồi đi cũng được mà. Thôi, đến giờ đi học rồi, con đi luôn, không thì muộn mất ạ. Xin lỗi con gái, vì mẹ không lo cho con được bằng bạn, bằng bè. Thôi đi được rồi đấy. Mẹ có thể đừng làm mấy cái trò dơ bẩn này được không ạ? Mẹ có biết là mọi người khinh thường nhà mình thế nào không? Mua bán sắt vụn ý, thì có gì là xấu hổ hả con? Chỉ có trộm cắp với lười biếng thì mới đáng xấu hổ thôi. Chỉ có mẹ là tự đề cao cái nghề này là cao quý thôi. Còn đối với người khác ấy thì họ coi cái nghề này là bẩn thỉu, là thấp hèn đấy ạ. Con sẽ nghỉ học, con phải kiếm tiền. Không được, con không được nghỉ học. Con phải học thì sau này mới có tương lai được. Nhưng mà không thể nào sống trong hoàn cảnh này được ạ. Con đã quyết định rồi, con lên thành phố làm việc. Ồ kìa Lan Anh, con phải nghe mẹ nói. Con không được suy nghĩ như thế đâu. Lên thành phố kiếm tiền không dễ như con nghĩ đâu con ạ. Kệ mẹ đấy, mẹ muốn làm gì làm đi, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Lan Anh, con ơi, con đừng đi mà. Mẹ xin con đấy. Con xin mẹ đấy, con không thể nào mà sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được. Con không thể bỏ đi như vậy được. Con ở lại đi, con muốn gì mẹ cũng mua cho con. Con muốn mua cái áo mới phải không? Để mẹ chạy đi mua cho con luôn nhá. Đến bây giờ mà mẹ vẫn nghĩ là cái nghề làm đồng nát này của mẹ có thể mang lại cho con một cuộc sống đầy đủ và sung sướng hơn à? Mẹ có biết là con đến trường không có một người bạn nào tiếp cận con, chơi với con. Con không có một người bạn nào cả. Đến khi về nhà này, hàng xóm láng giềng cũng không đến nhà của mình chơi. Mẹ có biết vì sao không? Vì nghèo đấy. Bây giờ mẹ có mua cho con 10 chiếc áo hay 100 chiếc áo thì cũng như vậy thôi à? Con vẫn sẽ đi. Chỉ có thoát khỏi nơi này thì cuộc đời của con mới khá hơn được. Không được, con không được đi. Lan Anh, Lan Anh ơi, đừng bỏ mẹ đi mà. Ôi, mày lại làm vỡ bát đây à? Chị ơi, em xin lỗi chị. Tại vì trơn quá cho nên là... Mày định hại tao phá sản luôn chứ gì? Ngày nào cũng làm vỡ bát là sao? Em không có ý đó, em xin lỗi chị bỏ qua cho em ạ. Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Mày làm vỡ bát nhiều lần lắm rồi. Hôm nay nhá, tao sẽ trừ nửa tháng lương của mày luôn. Ôi, em xin chị, bây giờ tiền nhà em còn chưa trả được. Bây giờ mà chị trừ nửa tháng lương của em thì em biết lấy đâu ra tiền để em trả tiền nhà? Đấy là việc của mày, tao không quan tâm. Tao không đuổi việc mày là may cho mày lắm rồi đấy.
Xin chị, em hứa với chị là lần sau em sẽ nhất định cẩn thận đấy, em hứa với chị. Tao không những trừ lương của mày mà tao còn bắt mày ăn cơm trắng cả tháng để trừ tiền nữa cơ. Đấy, ăn nhanh lên, hôm nay làm việc tận khuya rồi đấy, mau ăn đi. Xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Cô có nhìn thấy người trong ảnh này không ạ? Tôi không biết đâu, bà đi ra đi. Cô ơi, cô có từng nhìn thấy người trong ảnh này không ạ? Hoặc là nhìn thấy ở đâu cũng được. Không biết, bà đi ra chỗ khác mà hỏi. Rồi cái quán như này sao cho ăn xin vào đây thế này nhở? Tôi xin lỗi, tôi không phải là ăn xin. Tôi không cần biết nhá, bà là cái thá gì thì bà là nhá. Chứ tôi không ở đây tôi phục vụ bà được, bà đi ra chỗ khác đi. Nhìn thấy bà tôi đã nuốt không trôi rồi. Này cái bà già kia, bà ở đâu ra đây đấy, định xin xỏ gì nữa? Không, tôi không phải là ăn xin. Thì tôi không cần biết, bà mau cút khỏi đây cho tôi. Tôi không phải là ăn xin đâu, tôi chỉ là muốn... Thế bây giờ bà có đi không? Hay là để tôi phải cho người khiêng bà đi? Kìa cô đừng làm vậy. Tôi chỉ muốn tìm con gái của tôi thôi mà. Thôi được rồi, để tôi đi. Ăn mặc dơ bẩn như thế mà cũng đòi vào quán nhà người ta à? Chán sống rồi à? Ôi giời ơi! Mày chán sống rồi à? Bây giờ mày còn dám làm đổ khách nữa à? Em xin lỗi chị ạ. Tại vì hôm qua làm mệt quá cho nên là em hơi chóng mặt. Đừng có mà lý do với tao nhá. Đúng là cái đồ vô dụng. Hôm qua làm việc đến tận khuya cho nên em mới chóng mặt thôi ạ. Em xin lỗi chị, mong chị thông cảm cho em. Bây giờ mày định đổ lỗi cho tao chứ gì? Tao nói cho mày biết, mày đã nhận lương rồi thì mày phải làm việc cho tao. Kể cả có phải thức khuya ấy thì mày cũng phải chịu, mày nghe chưa? Em nói như vậy là em cũng chỉ hy vọng là chị thông cảm cho em thôi ạ. Thích thông cảm chứ gì? Được rồi, đi vào trong, quấn gói đồ đạc rồi cút khỏi đây cho tao. Em
xin chị, em biết lỗi rồi, mong chị đừng đuổi việc em ạ. Muốn làm việc ở đây ấy, tao đã bao ăn bao ở như thế rồi, mà còn định kiếm chuyện với tao nữa à? Tao nói cho mày biết, mày mà còn dám láo toách một lần nữa ấy, tao đuổi mày luôn đấy. Em biết lỗi rồi ạ, em hứa em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc ạ. Từ giờ nhá, tao mà còn thấy mày làm đổ vỡ một lần nào nữa ấy, mày đừng trách tao đấy. Vâng, em sẽ dọn dẹp ngay ạ, xin lỗi chị. Mày có biết vì sao không? Vì nghèo đấy. Bây giờ mẹ có mua cho con 10 chiếc áo hay 100 chiếc áo thì cũng như vậy thôi à? Con vẫn sẽ đi. Con không được đi. Lan Anh, đi nhặt sắt vụn, mẹ phải kiếm được nhiều tiền để mua áo cho con. Con đợi mẹ nhá, đợi mẹ nhá Lan Anh ơi. Thương nha, ô mẹ thương thương. Ôi, mưa. Con đừng sợ để mẹ che cho con. Mẹ che cho, không sợ ông ù đâu con. Hết rửa bát, rồi lại rau cơm. Tự nhiên gọi tôi là mẹ. Con của tôi đây cơ mà. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này hả mẹ? Để yên cho con tôi ngủ. Con tôi đang ngủ đấy. Cô xem này, con tôi xinh không?
Tôi vừa mua quần áo mới cho con tôi mặc đấy. Đẹp không? Con tôi đang vui lắm. Ô, con đói à? Mẹ mẹ cho con ăn nữa nhá. Hôm nay mẹ không làm cá rán với rau nữa đâu. Mẹ có món mới cho con ăn này, con ăn đi mẹ thương. Ngon không? Nhìn đi con. Con đi, đi, đi. Để mẹ đi nhặt ve chai rồi mẹ mua áo mới cho con nhá. À không, mẹ không nhặt ve chai nữa. Mẹ không làm con xấu hổ đâu. Cô bỏ ra, con tôi đau đấy. Mẹ ơi, cô chính là con của mẹ đây. Con là Lan Anh, là con gái của mẹ đây. Lan Anh nhá? Dạ vâng, đúng rồi. Không phải, Lan Anh của tôi đây này. Đây mới là Lan Anh, con gái của tôi đấy. Cô nhìn đây này, con tôi xinh chưa? Con tôi biết nghe lời lắm nhá. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chính con đã khiến mẹ ra nông nỗi này. Con đã khiến mẹ phải khổ rồi, con xin lỗi mẹ. Cô bỏ tôi ra đi, để yên cho con tôi ngủ. Mẹ ơi, mẹ nghe con. Bây giờ mẹ bình tĩnh, mẹ tỉnh lại. Rồi mẹ với con cùng về quê mẹ nhá. Con xin lỗi mẹ. Suốt thời gian qua con đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi ở trên cuộc đời này rồi. Con nhận ra là trên cuộc đời này không có ai yêu thương con như mẹ cả. Con đã về quê, con đi tìm mẹ mãi nhưng mà người ta bảo mẹ đã lên thành phố để tìm con. Con đã tự giày vò, con đã tự trách bản thân của mình là một đứa con bất hiếu. Nhưng mà con không ngờ nó lại thành ra như thế này. Con đã làm khổ mẹ rồi mẹ ơi. Bây giờ con có chết hàng nghìn lần thì cũng không thể nào mà rửa hết tội của con được. Con xin lỗi mẹ. Bỏ tôi ra, để tôi giúp con tôi ngủ. Mẹ giúp con ngủ nè. Mấy giờ rồi mà mày vẫn còn nằm như thế này hả? Dậy tập vật lý trị liệu đi chứ. Dậy đi, dậy. Ôi, mẹ ơi, bây giờ chân của con đau như thế này chắc chắn là không hồi phục được đâu ạ. Bây giờ có tập thì cũng vừa mất thời gian nên chẳng có hiệu quả gì cả. Tại sao lại không hồi phục được? Tập một lần không được thì tập 10 lần. Tại sao tao lại có một đứa con gái mà kém ý chí như thế này cơ chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng có ép con nữa. Bây giờ con ra ngoài tập tành, người ta cứ nhìn con như sinh vật lạ. Con không muốn làm trò cười cho người ta đâu ạ. Không phải mày là vô dụng, không biết cố gắng à? Từ khi bị tai nạn đến giờ đã là 2 năm rồi mà chân mày vẫn không khá lên được. Như vậy là vì sao? Mày không nghĩ cho mày thì mày cũng phải biết nghĩ cho tao chứ. Tao già cả như thế này rồi, đáng nhẽ tao phải hưởng phúc của con cái, vậy mà tao vẫn phải chăm một đứa bại liệt như mày ấy. Ôi,
Mẹ, tao vừa mới ra ngoài có một lúc mà đã xảy ra chuyện rồi. Sao mày không làm cho tao bớt lo lắng đi hả? Không phải đâu mẹ ơi, con đã cố gắng tập luyện rồi nhưng mà không cẩn thận cho nên mới vấp ngã. Tao không hiểu mày nghĩ như thế nào nữa. Đã không làm ra tiền rồi lại còn phá nữa. Mày chưa thấy tao chưa đủ vất vả hay sao mà mày còn kiếm việc ra cho tao làm nữa, mày mới hả dạ hả? Con không có ý đó đâu mà, mày đừng hiểu lầm con. Mày hãy sống cuộc đời của mày đi, đừng có phụ thuộc vào cái bà già này nữa. Thời gian vừa rồi tao chăm mày đã mệt mỏi lắm rồi. Con xin lỗi. Nếu mày mà biết lỗi ấy, thì hãy cố gắng tập cho cái đôi chân của mày bình thường trở lại đi. Như thế là đền đáp cho tao lắm rồi. Ơi, có gì ăn không ạ? Con đói quá. Không có. Thì có cái gì ăn vặt không? Cho con ăn với, con đói quá. Không có cái gì cả. Muốn ăn ấy, vào bếp mà nấu. Mẹ nhìn con thế này làm sao mà con nấu được. Mẹ vào nấu cho con đi. Mẹ làm cái gì thế ạ? Đồ ăn ở trong bếp đầy đủ rồi. Vào tự nấu mà ăn. Đừng có suốt ngày ăn bám vào tao nữa. Sau này không có tao ấy thì lấy cái gì mà sống? Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không? Tại sao suốt ngày mẹ cứ mắng chửi con rồi bắt con làm những việc mà con không thích thế ạ? Mẹ, nếu mày mà không phải là con ruột của tao ấy, tao đã đuổi cổ mày đi từ lâu rồi. Chứ ở đấy mà chăm sóc mày mỗi ngày à? Con ghét mẹ, con không muốn sống với mẹ nữa, con muốn sống một mình. Thế thì mày cứ cố gắng tập luyện cho cái đôi chân của mày nó trở thành bình thường đi. Lúc ý rồi hãng nói. Cái chân thì chưa đứng dậy được mà giả cái vẻ tự lập. Mẹ ơi, đưa con ra công viên để đi dạo mẹ nhá. Không, về nhà tập vật lý trị liệu đi. Nhưng mà bây giờ cứ ở nhà bị gò bó chán lắm mẹ ạ. Đi mà mẹ, mẹ cho con ra đấy cho con tập cũng được. Nhớ đấy, ra đấy mà không chịu tập ý là mẹ vứt cổ ngoài công viên một mình đấy. Dạ vâng. Cũng lâu lắm rồi đấy mẹ ạ. Bây giờ con mới có thể quay trở lại nơi này. Mẹ ơi, mẹ đưa con ra chỗ khu vui chơi kia được không ạ? Để con ra đó con chơi một lát. Đến giờ mà vẫn có suy nghĩ ra đây để vui chơi à? Cố gắng luyện tập đi thì mới nhanh biết đi chứ. Nào, ra mẹ đỡ. Cố lên, cố lên. Mẹ ơi, mẹ kéo cái xe này vào đây cho con nghỉ ngơi một lát được không ạ? Con mệt quá. Nghỉ cái gì mà nghỉ, vừa mới đi được có một lúc mà đã ngã. Đi thêm vài vòng nữa đi. Ôi nhưng mà con mệt lắm rồi. Mẹ giúp con với, con mệt quá, không thể nào mà chịu nổi nữa. Không được, không chịu được thì cũng phải cố mà làm. Cô định dựa dẫm vào tôi đến bao giờ nữa? À, ôi giời ơi. Ôi, chỉ được cái khéo giả vờ thôi. Tự mà ngồi vào xe lăn đi. Ôi mẹ ơi, con mệt lắm rồi mẹ. Mẹ đỡ con vào xe lăn với ạ, con xin mẹ. Không là không, tự ngồi vào xe lăn đi. Mẹ đi mua chai nước. Mẹ ơi, con thật sự mệt mà, không có đùa mẹ đâu. Ai thế này? Đấy, từ từ đã. Gặp lại bạn cấp 3 không nói chuyện mà lại định đi đâu thế? Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Này, Hoa
Khôi của lớp làm cái gì mà nóng nảy như thế? Đứng lại đây, nói chuyện với tôi một tí đi. Không biết là cái bọn cấp 3 ấy, bọn nó mà biết Hoa Khôi của trường bây giờ lại thành kẻ tàn tật như thế thì có thất vọng không nhỉ? Cậu xinh đẹp giỏi giang để làm cái gì? Rồi bây giờ ấy cũng chả ra được cái tích sự gì hết cả. Nhìn mẹ cô lúc nãy chăm bẵm cô như thế, tôi thấy xấu hổ thay cô đấy. Cậu tránh ra đi. Mày còn dám đẩy tao nữa à? Con danh này. Này, này, cậu làm gì đây? Này. Con là kẻ tàn tật, rồi còn đẩy con ngã xuống nữa. Chả phải là mày không chịu khó tập luyện à? Nếu như ngày hôm nay mà mày đi được ấy, thì đứa nào dám coi thường chứ? Từ mai ấy, cố gắng mà luyện tập nghe chưa? Con biết rồi. Muộn rồi, thôi đi về. Mẹ ơi! Mẹ ơi, con đói! Mẹ ơi! Ai cho mày động vào cốc sữa này? Con tưởng là mẹ rót cho con cho nên con mới lấy. Đây là cốc sữa của tao. Mày muốn uống ấy, tự đi mà rót. Không ai hầu mày mãi được. Mẹ, có việc gì thế? Con tặng mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Con chúc mẹ sang tuổi mới có thật nhiều sức khỏe và mãi mãi bên cạnh con ạ. Sinh nhật này, nếu mày có thời gian ấy để làm mấy cái việc vô bổ này thì mày hãy cố gắng tập cho đôi chân của mày bình thường đi. Mẹ ơi, ngày nào con cũng cố gắng tập luyện mà mẹ. Mỗi ngày sau khi mà tập luyện xong ấy, con đều dành một chút thời gian để con làm món quà kia. Con chỉ muốn mẹ vui thôi mà. Tao không cần. Cái tao cần ý là mày nhanh chóng tập luyện để hồi phục đôi chân này. Mày có biết mỗi ngày tao hầu hạ mày, chăm sóc cho mày tao mệt mỏi lắm không? Nếu như bây giờ mà mẹ không muốn con ở đây, không muốn chăm sóc con nữa, thì mẹ cứ làm những điều mà mình thích đi. Đừng có quan tâm đến đứa con tàn tật này ạ. Mày có thời gian ấy thì tập cho chân nó hồi phục đi. Tao quá mệt mỏi khi phải chăm sóc mày rồi. Đừng có tốn thời gian vào những cái thứ vô bổ ấy nữa. Cố lên Lan Anh, mày nhất định sẽ làm được. Rồi mà vẫn không đi được là thế nào nhở? Mẹ nói đúng, mình đúng là một đứa vô dụng mà. Cô gì ơi, cô có sao không? Không sao. Nhưng mà sao đường vắng thế này cô lại ở đây một mình? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Chân của tôi bị què cụt thế này, tôi ở đâu thì cũng như vậy mà. Cô còn trẻ như vậy, nhưng mà tôi không nghĩ cô lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy đấy. Anh nhìn chân của tôi đi,
đến ngay cả đôi chân của mình còn không sử dụng được thì có khác nào tôi chôn vùi trong sự đau khổ và thất bại đâu cơ chứ. Cô đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ. Cô nên biết rằng mỗi con người đều phải trải qua những biến cố khác nhau. Và chỉ cần cô nỗ lực cố gắng hết sức thôi thì điều tốt đẹp sẽ chờ cô ở phía trước. Nhưng mà những điều tốt đẹp đấy, cho dù có xuất hiện trước mặt của tôi thì tôi cũng không thể nào mà với lấy được. Một đứa tàn tật như tôi thì làm được cái gì cơ chứ. Trên đời này, cái gì cũng có giá của nó. Để có được điều tốt đẹp thì cái giá của cô phải trả là phải nỗ lực cố gắng để hồi phục đôi chân. Đó không phải là vấn đề của đôi chân, mà vấn đề nằm ở cô. Đó là cô chưa thực sự cố gắng hết sức mà thôi. Vấp ngã không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là khi cô vấp ngã rồi nhưng cô lại không đủ nghị lực và dũng khí để đứng dậy. Anh nói đúng. Bây giờ tôi phải thật cố gắng để mai sau tôi sẽ không phải cảm thấy hối hận. Cho dù chân của tôi có không khỏi thì tôi cũng sẽ không cảm thấy hối hận, bởi vì bản thân của mình không cố gắng hết mình. Tất cả phần anh. Thật ra ấy, tất cả do cô thông suốt thôi, chứ tôi có giúp được gì cô đâu. Cũng muộn rồi, chắc là bây giờ tôi phải về đây. Tôi cảm ơn anh bởi vì đã đứng đây tâm sự với tôi. Nếu như mà có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ mời anh đi ăn. Được thôi, thế nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Ở ngay cuối con đường kia thôi. Trùng hợp thật đấy, nhà tôi cũng ở ngay cuối con đường đó. Tôi đưa cô về nhé. Nhưng mà sao tôi trông anh lạ thế nhở? À, là do tôi mới đi du học nước ngoài về. Tôi đang ở nhờ nhà chị gái. Bây giờ tôi đưa cô về trước nhé. Có gì chúng ta nói chuyện với nhau sau. Tôi cảm ơn anh. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơ lạ thật đấy. Bình thường là mẹ vẫn hay ngồi ở phòng khách để giục mình phải đi tập chân mà. Lạ thật đấy. Mẹ cũng không ở trong phòng. Mẹ giận mình nhưng mà vẫn giữ hộp quà của mình kia kìa. Bảy giờ sáng phải tập chân, mỗi ngày uống thuốc buổi sáng và buổi tối sau ăn. Mật khẩu sổ tiết kiệm là... Ủa? Tự nhiên biết mật khẩu sổ tiết kiệm làm gì? Mẹ bất cẩn thật đấy. Nhỡ may trộm vào nó đọc được thì làm sao? Không thể nào. Không thể nào. Mẹ. Khối u trong dạ dày của bác đã bị di căn. Chúng tôi rất tiếc. Tôi nghĩ là bây giờ bác nên nói chuyện với cả gia đình để chuẩn bị tinh thần. Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa hả bác sĩ? Khối u càng ngày càng to ra. Theo chẩn đoán của chúng tôi thì bác còn nhiều nhất là 3 tháng. Không, tôi không thể chết bây giờ được. Bác sĩ ơi, con gái tôi mà nó không có tôi thì nó không thể sống nổi. Bác sĩ hãy cứu tôi với. Bác sĩ. Chúng tôi rất tiếc. Mong bác thông cảm. Bác sĩ hãy cứu tôi với. Tôi không thể chết bây giờ được. Con gái đáng thương của tôi. Bác gái. Bác ơi. Bác. Muộn thế này rồi mà con bé không ra tập chân à? Lan Anh! Lan Anh ơi! Lan Anh! Lan Anh ơi! Trong phòng ngủ không có.
Phòng bếp không có, phòng khách cũng không có. Con bé này đi đâu được nhỉ? Alo mẹ ạ, thế mẹ đang ở đâu vậy ạ? Con tìm mẹ mãi mà không thấy. Alo, alo mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nói gì đi mẹ ơi? Cô có sao không? Anh có thể để tôi về nhà được không ạ? Chân tay của tôi đau quá, tôi không thể nào mà về nhà được. Tôi xin anh đấy. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cô cẩn thận một chút chứ. Mẹ ơi, con đi đâu đây? Để mẹ tìm mãi. Xe cấp cứu đến rồi. Cô vào chuẩn bị đồ đi, rồi đưa bác đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Không, tôi chỉ ốm bình thường thôi mà, không sao cả, tôi không đi bệnh viện đâu. Cậu xuống đó với người ta, bảo xe về giúp tôi với. Mẹ phải cùng con đi bảo vị kiểm tra. Không, mẹ không đi đâu, mẹ không sao cả mà. Anh cứ đi xuống kia bảo với người ta đợi một tí. Con. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tại sao mẹ lại giấu con? Mẹ trả lời đi. Tại sao mẹ lại giấu con? Kìa, con, mẹ có giấu con cái gì đâu. Mẹ bị ung thư dạ dày. Mẹ sắp phải rời xa con rồi. Mẹ nói đi. Tại sao mẹ lại không nói chuyện này cho con biết? Mẹ bắt con phải tập chân. Mẹ bắt con phải hồi phục nhanh chóng. Mẹ bắt con phải tự lập. Tất cả những việc này là mẹ muốn chuẩn bị cho sự rời xa của mẹ, có phải không? Mẹ nói đi, tại sao mẹ lại muốn rời xa con? Con gái à, chắc thời gian qua con phải chịu đựng nhiều lắm đúng không? Mẹ xin lỗi con. Nhưng mà mẹ sợ lúc mẹ không còn nữa, không có ai chăm sóc cho con. Mẹ sợ, mẹ sợ sau này mẹ sẽ chết đi. Lan Anh ơi, mẹ sợ lúc mẹ không đứng lên được nữa, mẹ sẽ là gánh nặng của con. Thì lúc mà con không đứng dậy được nữa, con cũng là gánh nặng của mẹ à? Sao con lại nói như thế? Con là con gái của mẹ mà. Thì mẹ là mẹ của con mà, làm sao mà có thể trở thành gánh nặng của con được cơ chứ? Mẹ, mẹ không phải là gánh nặng của con. Mẹ là mẹ của con, là cả thế giới và là cuộc đời của con. Chúng ta không phải là gánh nặng của nhau, chúng ta là gia đình mà mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Không sao đâu mẹ, chúng ta sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi.
Cảm ơn anh, bởi vì thời gian vừa qua đã luôn bên cạnh an ủi và động viên tôi. Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Phía trước còn rất nhiều việc cần cô phải xử lý đấy. Việc của cô bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe thật ổn định, nhớ nghỉ ngơi thật tốt đấy. Anh yên tâm đi, sức khỏe của tôi tốt lắm, không có vấn đề gì đâu. Không được chủ quan đâu đấy. Trước khi bác mất, bác đã dặn dò tôi rất kỹ là phải trông nom cô thật cẩn thận. Nên cô phải nghe lời tôi. Nếu mà không nghe lời ấy, tôi dùng biện pháp mạnh đấy. Anh làm sao mà khó tính thế? Sau này có mà ế đến già. Cô lại còn chú ẻo tôi à? Chắc là tôi chưa đủ nghiêm khắc với cô đúng không? Tôi đùa anh thôi mà.